Hello, xin chào các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay là một video rất là vui các bạn ơi. Thì cuối cùng kênh YouTube của mình thì nó cũng đã được 7.000 subscribe rồi. Đó, nó được 7.000 đó là hình như là ngày hôm kia các bạn, ngày tối ngày hôm kia. Đó, nhưng mà hôm qua thì mình tính ra video cho các bạn xem luôn, nhưng mà mình ra chưa có kịp, cho nên là hôm nay mình mới đăng cho các bạn được nha. Đấy, thì nói chung là 7.000 sub thì mình cũng đã chờ nữa cũng khá là lâu rồi. Đó, nhưng mà hôm nay thì cuối cùng thì nó cũng đã được 7.000 sub rồi. Và nói chung là mình không biết nói gì hơn ngoài cái từ là cảm ơn các bạn. Đấy, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn những người bạn đã luôn đồng hành mình trong suốt thời gian qua. Đấy, cảm ơn những người bạn đã luôn ở bên để mà gọi là chia sẻ những cái niềm vui cũng như nỗi buồn cùng mình. Đấy, trong một cái kênh YouTube bé nhỏ bé như của mình. Đấy, thì nói chung á là 7.000 sub này, nói chung là nếu như mà so sánh với những cái kênh YouTube khác thì cái kênh YouTube bé của mình nó rất là nhỏ bé luôn các bạn ha. Đấy, nhưng mà không sao, nó nhỏ cũng được, nhưng mà quan trọng là mình có thể là chia sẻ cho các bạn cũng như là làm về những cái video hamster rồi cho các bạn xem nó vui. Đó, thì mỗi video thì đều có trên 1.000 bạn xem là mình rất là vui rồi. Nói chung là trên 500 bạn xem thôi là mình đã có rất là nhiều động lực để làm video tiếp theo cho các bạn rồi. Đó, mà 1.000, trên 1.000 bạn xem thì nói chung là rất là ok luôn. Đó, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn cũng như là những cái anh chị gần xa đã ủng hộ mua hàng bên shop mình. Đó, tại vì hiện tại các bạn là ở kênh YouTube của mình á thì mình chưa nhận được một đồng nào ở trên ở bên YouTube đâu. Tại vì kênh của mình hiện tại nó vẫn bật quảng cáo bình thường nha. Nhưng mà mình trong quá trình mà mình làm á, mình bên Google nó cộng tiền nữa thì có một chút trở ngại các bạn. Thì cho nên là nó gặp một số vấn đề, cho nên là kênh YouTube của mình nó chưa có nhận được tiền. Đó, cho nên là mình cũng chưa nhận được một đồng nào từ YouTube đâu. Và chủ yếu tiền mà mình làm video cho các bạn xem thì mình toàn là đều lấy tiền từ việc mà mình bán hàng cho các bạn hết. Đó, thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn cũng như là anh chị gần xa đồ ủng hộ hàng, mua hàng bên mình rất là nhiều luôn. Và sắp tới thì mình rất mong là các bạn cũng sẽ tiếp tục mua hàng cũng như là ủng hộ bên mình thật là nhiều để mình có thêm chi phí rồi làm video được cho các bạn xem nha. Thì 7.000 sub rồi. Hôm nay thì nó cũng nhảy lên được 38 lượt đăng ký này các bạn. Đấy là tổng cộng là 7.038. Thì cái mục tiêu tiếp theo của mình nữa chính là 8.000 sub nha. Rồi 9.000 sub, 10.000 sub thì nói chung 10.000 sub thì không biết khi nào được. Thì nói chung là khi nào được thì kệ đó ha. Nói chung là vậy, khi nào được thì được thôi. Còn bây giờ thì mình vẫn tiếp tục làm video cho các bạn xem đều đều. Thì hè thì mình sẽ có thời gian nhiều, cho nên là mình sẽ còn khoảng cách một ngày mình sẽ làm cho bạn xem một cái video. Hoặc là có khi là mỗi ngày mình đều làm cho bạn mỗi cái liên tiếp luôn. Đấy, giống như ngày hôm kia rồi mấy ngày trước hình như mình cũng có làm liên tục cho các bạn xem luôn á. Thì có hôm qua thì mình chưa ra kịp cho nên là mình chưa có đăng cho các bạn nè. Đó, thì mình sẽ cố gắng làm thật nhiều video trong khoảng 3 tuần hè nữa nha. Đấy, thì mình nghĩ trong vòng 2 tháng hè các bạn thì nó có khoảng 2-3 tuần nữa thôi là mình đã vào học rồi. Thì năm nay thì mình vào năm lớp 12 các bạn. Thì năm lớp 12 thì nói chung là mình nghe đồn á, mình nghe bà con cô bác đồn rồi đó là học rất là nhiều các bạn. Yeah. Thì mình không biết là có thể ra đều đều video cho các bạn xem nữa hay không. Cái đó thì mình không chắc trước, nhưng mà mình sẽ gọi là cố gắng, mình sẽ gọi là cố gắng thật là nhiều để mà sắp xếp thời gian sau đó mà để ra những cái video về hamster cho các bạn. Thôi là chia sẻ những kinh nghiệm về những cái vấn đề nuôi hamster đó. Thì mình thấy có rất là nhiều bạn mới nuôi cho nên là chưa có hiểu rõ về cách nuôi như thế nào á, thì mình sẽ gọi là tiếp thu những ý kiến của các bạn và mình sẽ gọi là ra thật là nhiều video về hamster đồ cho các bạn xem nha. Rồi, thì 7.000 sub thì mình cũng phải ăn mừng nhẹ nhẹ đồ đấy chứ, đúng không? Đó, thì mình một tí nữa mình sẽ ra mua bánh đi, mình mua bánh cho mấy con chuột mình ăn nha. Tại vì mấy con chuột á là trong kênh của mình là mấy con chuột ở nhà mình nuôi á là nó rồi là cống hiến rất là nhiều. Đấy, trong cái video của mình đặc biệt là con hamster bia nha các bạn. Đấy, con hamster bia thì các bạn rất là thích luôn. Đó, video nào đăng ra thì video nào tải lên á thì đều các bạn đều yêu mến hết. Đó. Thì mình sẽ mua bánh cho tất cả mấy con chuột kia luôn ăn luôn nha. Đấy, không ngoài trừ những con bia đâu mà tất cả mấy con chuột kia ăn. Thì mà ăn mừng kênh được 7.000 sub. Kênh ta ăn mừng subscribe thì ta mua bánh kem rồi đúng không? Đấy, nhưng mà kênh mình thì còn nhỏ bé quá cho nên là mình chưa gọi là đầu tư bánh kem rồi vô đâu. Nên mình chờ là mua bánh cho mấy con chuột ăn trước đi. Nào kênh YouTube bé của mình mà nó gọi là sắp lớn tí đi ha. Mình sẽ là mua bánh kem đồ ăn đồ ha. Hôm nay thì nói chung thông báo với các bạn là kênh được 7.000 sub rồi nè. Và cái thứ hai là mình sẽ quyết định tổ chức một cái event nho nhỏ cho các bạn là vào chơi nha. Hồi trước giờ là mình chưa từng tổ chức một cái event nào trên kênh YouTube bé của mình, đúng không? Đấy, tại vì không phải là mình không muốn tổ chức, nhưng mà mình chưa tìm ra cái cách mà để tổ chức như thế nào để cho các bạn chơi công bằng
đó. Thứ nhất là đặc biệt là chơi trò chơi, chơi event đó là phải công bằng nè. Đấy, thứ hai là phải gọi là các bạn dễ chơi rồi đó thì mình mới tổ chức được. Thì mình chưa có tìm ra, thì mấy hôm trước mình có tìm ra một cái gọi là một cái trang web các bạn. Đây, mình sẽ bấm vào, mình có luôn đây nè. Ê, bấm bậy rồi. Đây, thì ở cái trang web này á, chọn ra ngẫu nhiên đấy một cái bình luận ở dưới, ở dưới cái video YouTube nha các bạn. Đấy, một cái bình luận ngẫu nhiên nghe, chứ mình không hề cài đặt gì được ở trên cái web này hết. Và tự động cái web này nó sẽ là chọn ra một cái bình luận ngẫu nhiên ở dưới một cái video đấy, và nếu như mà các bạn nào may mắn á, thì nó sẽ tự động chọn ra và mình sẽ trao thưởng cho bạn đó. Đó, thì đại khái là vậy. Khi nào mà mình tổ chức event á, khoảng 1-2 ngày nữa mình tổ chức event á, thì mình sẽ nói kỹ hơn về cái này ha. Đây, bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn một cái video nha. Ví dụ cái video này đi. Đây, cái video này đúng không? Thì nó sẽ, ví dụ nha, thì nó sẽ chọn ra bất kỳ một cái gọi là tài khoản YouTube. Đó, bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn rõ hơn. Đây, ở đây thì mình sẽ copy cái đường link cái video này và mình sẽ dán vào đây nha các bạn. Thì sau khi dán vào đây thì mình sẽ nhấn tìm kiếm trên YouTube nè. Thì nó sẽ hiện ra là 32 lượt bình luận nè. Thì cái này là mình đã lọc người trùng lập, nghe lọc người trùng lập có nghĩa là những cái bình luận nào mà nó bot in inbox lại 2-3 lần á đó, thì nó sẽ lọc ra đấy. Thì nhập vô đây thì nó, thì mình sẽ bấm khởi động đấy, thì nó sẽ tự động chọn ra một người may mắn nha. Đây, bây giờ người may mắn là người này, đây Si Trang như nè. Đấy, thì mình sẽ trao thưởng cho bạn này. Đấy, ví dụ như sơ sơ vậy nha. Đấy, rồi chừng nào mình làm event á thì mình sẽ thông báo với các bạn. Thì chắc khoảng đâu đó là mình sẽ đăng thêm một hay là hai cái video đi. Còn khoảng cái video thứ ba á thì mình sẽ bắt đầu giới thiệu cho các bạn, sẽ thông báo cái trò chơi cho các bạn chơi nha. Khoảng mình sẽ đăng hai cái video nữa để mà thông báo cho những bạn nào mà chưa biết mình chuẩn bị làm event á, thì mình sẽ thông báo trong hai cái video đó luôn, để cho các bạn trong cái video thứ ba á thì mình sẽ gọi là tổ chức event, và để cho những bạn nào chưa biết các bạn có thể biết và vào ủng hộ cái cũng như là chơi event để mà mình tặng quà rồi ha. Chắc mình sẽ cho khoảng 3 đến 5 phần quà các bạn. Đấy, 3 đến 5 phần quà gồm có nhất, gì nhì, giấy 3, giấy 4, giấy 5 gì đó, vân vân vân. Thì lâu lâu mình tổ chức một lần mà đúng không? Đấy, cho nên là mình sẽ là đầu tư quà nhiều nhiều một tí để mà cho các bạn tham gia nó dễ trúng rồi ha. Đó. Rồi, thì nói chung là hôm nay thông báo sơ sơ cho các bạn ha. Đấy, cũng như là ăn mừng 7k sắp nè. Thì tí nữa mua bánh cho mấy con chuột ăn nha các bạn. Rồi, và không biết nói gì hơn ngoài cái từ cảm ơn các bạn ha. Rồi, và rất mong là các bạn sẽ tiếp tục đồng hành của mình và bước đến là 8k sắp nha các bạn. Đấy, 8k sắp thì không biết khi nào được, chắc đón khoảng tháng 2 tháng gì đó. Biết nó có nhanh hơn hay là không, cái đó thì mình không biết, cái tùy theo các bạn đăng ký thôi. Rồi, và bây giờ mình sẽ đi mua bánh cho mấy con chuột mình ăn nha các bạn. Rồi, và cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Ok, và đây là bánh bông lan mini nha các bạn. Đấy, nó nhỏ xíu vậy thôi à. Đó, nhưng mà mình thấy rất là đẹp luôn. Đó, thì một cái này một con chuột nó ăn không hết đâu các bạn. Chắc mình chia ra hai bà con một cái mới hết. Rồi, ở đây sẽ có 4 cái nha. Bên đây nó cũng như vậy thôi. Đó, nó có một miếng giấy để lót ở phía dưới như thế này. Đấy, rất là dễ thương luôn. Rồi, ở đây là một hũ đậu phộng nha các bạn. Đấy, hay là các bạn có miền Bắc gọi là lạc á. Đó, thì cái đậu phộng này thì người ta đã rang sẵn rồi. Bây giờ mình thấy ở nhà mình còn dư các bạn, cho nên là bây giờ mình sẽ để lên một hạt lên cái bánh cho nó đẹp một tí nha. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ để lên nha. Rồi, và cuối cùng thì mình cũng hoàn thành rồi. Đây, 4 cái. Rồi, và bây giờ mình sẽ đem vào trong và cho mấy con chuột mình ăn thử nha các bạn. Đó, giờ này thì nói chung là mấy con chuột nó cũng ngủ hết trơn rồi bạn. Đó, giờ này buổi sáng, buổi trưa trưa này mấy con chuột nó ngủ hết trơn rồi. Đây, một con bằng chanh này nó ngủ rồi. Đó, cái chuồng này hồi đó là của con sóc đó các bạn, nhưng mà nó cắn quá, cho nên là mình đổi con sóc qua cái chuồng chắc kia rồi. Còn mình để cái chuồng này cho con bằng chanh này. Rồi, bây giờ mình sẽ để ở đây nha. Đấy, bây giờ nó đang ngủ rồi, chừng nào nó thức thì nó sẽ ăn thôi các bạn. Đó, một cái. Một cái như thế thì mình theo mình nghĩ là nó ăn không hết đâu. Thôi kệ, nó ăn được bao nhiêu nó ăn. Còn lại thì nó ăn dư thì có thể là mình gọi xe bỏ. Rồi, và đây là hai con bằng chanh đực. Mà giờ này nó cũng ngủ luôn rồi. Nó đang ngủ mà nó nghe mùi đồ ăn là nó biết luôn các bạn. Đó, mấy con này cái lỗ mũi nó thính lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ để ở đây nha. Đây các bạn, con bia thì nó nghe mùi bánh nãy giờ nó lôi nhau dưới này nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ cho nó một cái đúng nha. Đây, một cái. Đây, một cái khá là to luôn. Đó, bây giờ mình sẽ cho nó một tí nha các bạn. Đấy, mình sẽ không cho nó ăn liền đâu. Con này thấy đồ ăn nó khoái lắm. Bây giờ mình sẽ cho nó một tí nha. Đó, mình sẽ nhấp nhấp ra nhấp vô như thế ha, cho nó tích chơi. Đó,
Đây con hai con màu chanh này đang dành ăn các bạn ơi. Đó, mình để có một cái thôi là hai con nó dành liền. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó cái bánh luôn nha. Mình mới tháo cái miếng giấy ở phía dưới các bạn. Đấy, tại vì con bia này mình sợ nó ăn luôn cái miếng giấy á. Đó, cho nên mình tháo miếng giấy ra. Rồi. Nó tính nhét vô cái túi má đó các bạn, nhưng mà nhét không vừa. Đó, bánh này nó bự lắm, nhét sao vừa được đúng không? Rồi bây giờ nó sẽ gọi là tìm cái chỗ nào mà hợp lý nó sẽ giấu đồ ăn các bạn. Còn hai con này thì nãy giờ nó cũng giành hoài rồi các bạn. Thấy không? Đánh lộn luôn các bạn. Đó. Cho nên là các bạn mà mua đồ ăn đồ á, mà nếu như mà cái nào mà nhỏ nhỏ thì các bạn nên chia ra chở đều nha. Thôi có khi nó cắn nhau luôn á. Rồi đây con bia thì nó đang tìm một cái chỗ lý tưởng mình nó giấu cái miếng bánh các bạn ơi. Rồi, kể đi, bây giờ mình sẽ để đây đây nha. Và cái miếng cuối cùng là dành cho con sóc. Đây con sóc thì mình chuyển nhà nó qua đây các bạn. Nó thì hồi nãy nó đang ngủ mà mình động động tí thôi nó thức dậy luôn nè. Rồi con sóc á thì mình chuyển qua đây nha, tại vì cái lồng sắt này mới vừa với nó. Đó, với lại là nó sẽ không cắn được. Còn cái lồng nhựa kia nó cắn quá trời rồi. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ để ở đây coi nó ăn không nha các bạn. Rồi mà mình thấy con sóc thì nó hửi hửi không các bạn ơi. Chắc một tí nữa nó mới ăn đó. Rồi và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha. Và nếu như mà các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình nha. Và mình sẽ đăng thêm hai cái video nữa. Và cái video thứ ba đó chính là cái video mình sẽ thông báo để mà event đó cho các bạn chơi nha. Đấy các bạn nhớ vào tham gia nha. Cái video thứ ba mình sẽ làm một cái event. Rồi và xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.